Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Clip mới nhất hôm nay thì con mời quý chú mình cũng tiếp tục ghé lại vườn của chị Diệu Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng. Có địa chỉ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Một địa chỉ giao lưu rất quen thuộc quý chú. Hôm nay thì cũng có mai chiêu thị cổ cho mình tham khảo nè. Một cây me đọt đỏ rất là đẹp luôn. Một số cây bonsai, cây ăn trái nữa ha. Thì mời quý chú cùng bước vào bên trong gặp lại chị Huy để mình giao lưu ha. Rồi, em chào chị. Dạ. Dạ đây, em giới thiệu cây đầu liếc của nhà em ngày hôm nay luôn. Hôm nay vô luôn chúng tôi quý vị hỏi là mã ung ha. Cây đầu liếc là một cây mai chú thủy luôn rồi không. Đây, cây này là dài lắm luôn rồi nghe con quý chị. Đó, tay cái mai này là nó lên san hô rồi. Là con chú anh chị về chơi chú tỉa thêm cái tài này có sẵn là mình chơi thôi. Bóp tặng là lớn nha, thì nó không còn kẽm nữa. Có cái phần dây ngay chỗ cái cành gớt này nè, em vô dây lại ha. Con chú anh chị về tham khảo ha. Rồi thấy mà khuyết thì cứ tháo ra, còn không thì cứ để vậy giúp em ha. Dạ. Em xin được phép đo thông số nè. Cây này là cây một ung, cô chú chị mai chú thủy luôn rồi không. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 1 mét đó cô chú chị. Chiều cao 1 mét. Cái cành gớt nha cô chú chị. Bây giờ đo nhiều chi tiết nha. Thì là từ cái đỉnh này xuống cái cành gớt ở đây là được 55 nè. Rồi em đo cái chỗ dài, nếu dài từ bên đây qua bên đây là được 90 đó cô chú chị. Dạ. Rồi, ngay chỗ cái tay ở đây nè, em đo luôn cho quý vị chỉ được độ lớn của cây nha. Là cây nó được 42 á. Cái tay lớn, cốt cành lớn lắm rồi cô chú anh chị ơi. Ngay chỗ này là cái cốt lớn nè, em để đứt dây em đo luôn, em báo với cô chú anh chị cho cô chú anh chị rõ ha. Là được 16 cm á. Cây thân dạ cô chú anh chị, dạ từ gốc nè ha, lên trên tới trên ngọn bên đây luôn. Gốc ngọn, không có mặt cắt ở trên ngọn nha cô chú anh chị. Đó, rất là liền luôn á. Tay đồ thì mạnh lắm, về cô chú anh chị cứ tỉa tỉa theo cái tạng có sẵn là mình chơi thôi à. Mấy cây này là mấy cây thành phẩm, mã này là mã 1U nha cô chú anh chị. Rồi tới quanh đo cái bình thân nữa. Rồi đo ngay chỗ cái bên đây nha, cái thân mẹ là được 22 nè. Rồi tổng bình đế nha cô chú anh chị, em đo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị biết lượng nha. Tổng bình đế là được 98. Rồi hai cái thân đây qua đây là được 44. Dạ rồi. Rồi cây nó có cái phần lũa đây nè cô chú anh chị. Đó mà nó xanh cứng nó sạch rồi nên cô chú anh chị yên tâm nha. Cây này nó già lâu dữ lắm rồi. Lũa này là lũa đá rồi, quá đá nha. Sành xanh cứng hết trơn, không có bị gì hết trơn. Đó. Thì giờ mã này là mã 1U, cây mai chú thủy luôn rồi không, mã 1U. Em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 4.100.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Chậu này là em ship luôn cho cô chú anh chị nha. Đó, cây là dáng nghệ thuật này có cành gớt, có cành tử đó nha. Có tay năm thì liền hết, không có bị ấy nghe luôn cái gì đó. Đây, cây một cành nha, 100.000 một cây nha. Mai chú thủy luôn vào công. Dạ, một cây dáng mẫu tử của chú ha. Cây cũng khá là hoàn thiện rồi. Luôn chậu luôn ha, 4.1 triệu vậy ha. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Đây, có một cây cũng tương tự luôn chứ. Cây này em cũng báo giá
giá cho cô chú anh chị nha, 4.100.000 cũng bao ship cho cô chú anh chị, rồi ship cả chậu luôn. Cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt tiền lại cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mua mấy cây mai chú thủy như thế này đây nè, về mình cứ cần chăm nước thôi, rồi mình tỉa theo cái tạng có sẵn là mình chơi thôi, mình không có cần vô dây gì nữa đâu cô chú anh chị ạ. Cây to của chú ơi, cái này nhà vườn đóng cái kiện cũng khá là to cho mình ha. Đó, kiện gỗ, kiện sắt. Rồi, 4.100.000. Dạ tiếp chị ơi. Dạ rồi, em qua cây đây, cây to nữa. Em có một cây me ha. Thì me này là me Thái nha cô chú anh chị, me Thái ngọt luôn á. Cô chú anh chị tham khảo là cây này là nó không có lai gì hết trơn luôn nha. Nó là rim ngọt 100%, lọc nó đỏ hoàn toàn cây luôn. Rồi để em đo thông số em báo với cô chú anh chị ha. Một cây me dáng trực ạ. Cái lọc đỏ ao luôn ha cô chú. Đây có chiều cao lên đây là được 89 cô chú anh chị, có chiều cao 89. Cái tàn dài ngang đây là được 70. Tàn dài như thế này. Dạ tàn dài là được 115 ạ. Dạ rồi. Cây này khi ship cho cô chú anh chị đóng cái kiện cũng rất là to luôn. Rồi hoành thân cây là được 40 với cô chú anh chị. 40 à. Rồi cây có cái phần đế dưới đây nè, em đo cái đế em hạo em báo với cô chú anh chị là được 59 ha. Này, cái gốc me rất là to luôn, già lên da me luôn nè. Đó cái phần mặt cắt ở đây nè. Em đã xử lý cho cô chú anh chị hết rồi nghe cô chú anh chị. Đó. Me ha, me già. Dạ rồi. Cốt cành lớn nha. Ở đây nè, về thì cứ cái chỗ nào mà khuyết thì cứ tháo ra, còn không thì để giúp em nha. Này, cây một cây dáng cực được làm. Cô chú anh chị có giá là 3.500.000, em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu là em xin được phép thuốc chậu có bầu cho cô chú anh chị. Cái này là được tiêm 100%, không có ghép gì hết trơn cho cô chú anh chị. Nha Thái ngọt luôn á, rất là dễ cho trái nha. Dạ. Rồi, tiếp tục chị ơi. Dạ rồi, em sẽ mã 40 nha cô chú anh chị. 40 em có một cây mai chú thủy nữa cô chú anh chị. Thì đây cũng là dòng nuôi bò công nha. Cây này nó có gọng xê vậy nè cô chú anh chị. Đó thì mặt cắt nó cũng đã đầy đủ rồi. Em sẽ được phép con số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 59 đó cô chú anh chị. Cái tàn ngang của cây là được 42. Rồi tổng tàn dài của cây em đo là được 88 ạ. Dạ. Rồi em đo cái hoành thân ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay chỗ này là được 27 ạ. Rồi cây có cái phần đế ra đây nè. Em để cái cho em báo đế với cô chú anh chị là được 47 nè. Cây cũng thân già luôn, trụ cục cục luôn cô chú anh chị ơi. Liền lạc hết trơn. Cây này như cây này nè, mặt cắt liền hết trơn rồi cô chú anh chị. Không có còn mặt cắt nữa nha. Đây, tới trên gọng nó dớt mặn lại luôn á. Gọng xê rất là duyên luôn nè. Đây, nó dớt mặn lại hơn, liền lạc hết rồi. Đó, mịn tàn rồi nghe cô chú anh chị. Rất là mịn tàn. Cái này về sang chậu đẹp là mình chơi rồi nè. Thì mấy cái lá này nó già, cô chú anh chị muốn làm hoa thì cứ làm lá cho em lấy lần ha. Cây này không có một điểm gì hết trơn luôn. Mã này là mã 4U nha cô chú anh chị. Rồi cây mai chú thủy mã 4U này, cây này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá 3 triệu. 3 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Chậu này thì em xin được phép hút chậu quá bầu nha. Chậu này chậu xi măng nè, em quá bầu về cô chú anh chị mua cái chậu đẹp đẹp chậu vô giúp em nha. Cây này nó có cái mục rất là nhiên rồi. Dạ, rồi, đổi giúp em ha chị. Rồi em đổi sang mã 5U của cô chú anh chị. 5U thì có đầu tới cây ăn trái. Em giao lưu đến cô chú anh chị một cây hồng quân ha. Cái này là hồng quân vườn ghép với hồng quân Đài Loan. Nó ra lọc đỏ đỏ rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đó, cây có chiều cao lên đây là được 72. Cái chiều dài của cây cô chú anh chị. Rồi chiều dài của cây là được 65 của cô chú anh chị. Rồi, chiều dài cái tán cây là 65. Hoành thân cây là được 30. Rồi hoành thân 30 nó có đế đây nè cô chú chị. Đó đế đây em ngon này, cái thân này là được 30 nè. Cũng dán cực luôn. Ghép cho cô chú anh chị bo đây nha. Mà bo này bo lớn nè. Nó đang ra lọc nè. Cái này là hồng quân Đài Loan của cô chú anh chị. Lọc đỏ rất là đẹp luôn. Đó cái giống này là ra lọc đỏ vậy không. Một cốt cành lớn hết trơn. Mã này mã nó khô à. Cái hồng quân em cho tôi cũng cho cô chú anh chị giá 2 triệu em bao ship cho cô chú anh chị. 2 triệu đồng em bao ship cho mình. Mã nó khô. Cây hồng quân nha.
Dạ. Chơi cái lọc không cũng đẹp ha chú, màu lọc đẹp quá. 2 triệu thôi quý chú ơi. Dạ. Rồi, đổi giúp rồi, em luôn. Em xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 6 luôn ha. Em có một cây kim quýt đó cô chú anh chị. Rồi cây này là cây kim quýt rin nè, không có ghép gì hết trơn nha cô chú anh chị. Cây thuộc dạng kiển cổ á, nuôi tay cầm tay đang cho trái luôn rồi đó cô chú anh chị ơi. Em xin được phép đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 82. Cái tàn dài của cây cô chú anh chị là được 60 nè. Chiều cao 82, tàn dài 60. Cành thân cây là được 9 cm đó cô chú anh chị, mà nó có tổng cái phần đế rất là to luôn. Rồi tổng cái phần đế nơm đó đây được 84 cm nha. Đế nơm già dữ lắm luôn, cây này già cô chú anh chị. Cái thân với cái cốt nhìn nè cũng tương đối với nhau rồi. Đây mấy cái tay này bệnh dữ lắm rồi. Vậy cô chú anh chị cứ tỉa theo gì là mình chơi thôi ha. Dạ. Nó còn trái ở đây nè cô chú anh chị. Dày cứng ngắt luôn cô chú ơi. Dạ. Tay tàn dày cứng. Này là nuôi lâu lắm rồi cô chú anh chị ơi, tầm mấy 20 năm ha. Cái này mã này mã 6 luôn đó cô chú anh chị. Cây kim quýt này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1.7 triệu em bao ship nha. Chậu này chậu nhựa em ship luôn cho cô chú anh chị ha. 1.700.000. Cây này là phải nói là rất là già luôn rồi cô chú anh chị. Đó. Nó liền lại sạch sẽ đâu cô chú. Không có một bất cứ một cái vết hẹo nào nữa. Rồi. Dạ rồi em đổi cây luôn á cô. Đổi giúp em luôn ha. Em sang mã 7 U. Em có một cây khế cô chú anh chị. Rồi cái này là khế dương ghép với khế nhật, dáng cực kỳ quái luôn. Cái này là em lật lá cô chú anh chị. Em lật lá để cho nó ra lọc nè, và hiện bây giờ nó đang ra lọc á. Cô chú anh chị mua mấy cây khế như thế này đây á, về tới nhà cô chú anh chị bắt đầu nó có lọc có bông có hoa luôn ha. Rồi nếu mà cây có lá thì em ship thì nó vàng nó rụng lá hết ha. Còn này là em đã lọc luôn rồi nè. Rồi em đo thông số em báo với cô chú anh chị nha. Cây có chiều cao lên đây là được 54 cô chú anh chị. Có cái mặt dạng đây là được 59 nha. Mình thân em đo ngay chỗ này em báo với cô chú anh chị nha. Mình thân ở đây là được 14 cm đó cô chú anh chị. Rồi cây nó có cái phần củ ở đây nè. Phần củ đây là được 30 cm nha. Cây này cái khế này dáng cực kỳ quái luôn đó cô chú anh chị. Nó giống ngọn lên trên đây này ghép cho cô chú anh chị hai bo, mà hai cái bo ghép với cái mặt cắt nó liền với nhau rồi. Đó mã này mã 7 U nha. Cây khế này em giao luôn đến cô chú anh chị giá 850. Em bao ship với cô chú anh chị luôn nha. Chậu này chậu nhựa em ship luôn cho cô chú anh chị đi. Cây này về nhà mình bắt đầu có bông có trái luôn à. Rồi cô chú anh chị sang chậu đi ha. Đó 850.000 ạ. 850 rất quái luôn nè. Bên đây. Đó. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi em đổi cây luôn đó cô chú anh chị. Em sang mã 9. Mã mấy U? 8 U đó cô chú anh chị. 8 U em có một cây ổi nè. Đây là ổi tàu dáng bay nha. Đó, cây này già cây lắm luôn mà thân nó cũng to nữa cô chú anh chị. Ổi này ổi dáng bay nè. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Cái tàn dài của cây là được 55 cô chú anh chị. Còn cái bình thân ha. Bình thân em đo ngay cây ổi này thân to à. Bình thân được 22 cô chú anh chị ơi. Bình thân 22 ha. Ở dưới đây nó còn nở ra nữa, đế nó cũng có luôn nè. Cây ổi mã 8 U em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu đồng em bao ship ha. Chậu là em xin được phép hút chậu bó bầu luôn. Mấy cái giống ổi này dễ trồng lắm đó cô chú anh chị, dễ coi trái lắm luôn á, nó thuần chậu. Đặc biệt cây này là cây thuần chậu ha. Cái giống ổi này to mà dám bay nữa cô chú anh chị, giá 1 triệu bao ship à. Chậu thì xin được phép hút chậu bó bầu. Dạ, yeah, rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã tiếp theo ha. Mã 9 U. 9 U em có một cây này là cây xoài nè cô chú anh chị. Đó cây này là xoài Đài Loan ghép bo tứ quý, cây này quá trời tốt rồi cô chú anh chị. Xoài tứ quý em giao lưu đến cô chú anh chị giá 950 em bao ship. Mà chậu thì em không có ship chậu, em bó cái bầu. Rồi em cảm ơn gửi đến cô chú anh chị nha. Mấy cây này về nhà cô chú anh chị chậm thời gian cây tự ra bông có trái nha. Chú xoài tứ quý là dễ cho trái nhất luôn đó cô chú anh chị. Dạ, rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 10 U nha. 10 U thì em lên với cô chú anh chị là linh san. Đó, linh san này cực kỳ quái luôn nè cô chú anh chị. Nó dáng bay nha. Về cô chú anh chị sang vô chậu là mình chăm nước mình chơi thôi. Cây già lắm luôn rồi, muốn làm hoa cũng lặt lá giúp em nha. Cây có chiều cao lên đây là 36. Tàn ngang của cây là được 47. Rồi tổng cái tàn dài của cây là được 76 cô chú anh chị. Rồi, cái hoành thân nha. Hoành
đang em đo sát ở dưới đây là được 29 nha chị. Xích lên trên này một chút là được 20 ha. Đó, trên xăm. Em xây một vòng rồi em báo thông số cho cô chú anh chị đợi luôn ha. Bây giờ em báo giá nha, mã này mã 10 u nha. Cây lên xăm em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu đồng em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu. Đây, cây mình tàn lắm luôn rồi, không có bị lỗi lầm chút điểm gì hết trơn á. Về cô chú anh chị cứ sang chậu làm chơi thôi nè cô chú anh chị. 10 u 1 triệu đồng một cây lên xăm nha cô chú anh chị. Dạ, 1 triệu thôi cô chú ơi. Cây này vừa to vừa đẹp luôn. Chơi tiểu cảnh cũng hợp lý luôn. Dạ rồi, đổi giúp em rồi, luôn em ha. Đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 11 u. 11 u em có một cây mai chư thủy nữa. Rồi bắt đầu tiếp tục em bán mấy cây mai chư thủy. Cái này là nuôi gò công nè. Mấy cây được chặn để trên bàn nha cô chú anh chị. Bữa nay nó không ra lọc nhiều dữ lắm luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 27. Cái tàn dài của cây là được 38 đó cô chú anh chị. Đó, chiều cao 27, tàn dài 38. Quanh thân của cây là được 22 cô chú anh chị. Cây này nó có đế nữa. Rồi em để em báo với cô chú anh chị là nó có đế được 42 nè. Có đế em đo ha. Rồi cái thân ở đây nó rất mạnh lên trên đây nè. Cốt mặt to lắm rồi, đang ra lọc luôn. Mã này mã 11 u ha. Cây mai chứ thủy ngư gò công này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu em bao ship cả cây cả chậu luôn ha. Mấy cây này được dạng cây để trên bàn, nó cốt là có rồi cô chú anh chị về cho nó ra lọc rồi có đầu mình dạng dạng nhưng cái dòng chân đó là cây hoàn thiện rất là đẹp luôn. Rồi yeah. Em xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 12 u. Tiếp tục là mai chứ thủy nuôi gò công luôn. Cây này có gọng xê rất là duyên nguyên nè cô chú anh chị. Đó, như cây này là cây gọng em đẹp lắm luôn á. Cây nhìn cũng duyên nữa. Em đo thông số luôn nha. Cây có chiều cao lên đây được 26. Có cái tàn dài của cây là được 38 cô chú anh chị. Hoành thân em đo ngay đây là được 24. Cây có cái phần đế, đế đây là được 30 cô chú anh chị. Đó, cái gọng xê ha. Cốt cạnh to cho đang ra lọc gió mạnh dẫn cái mặt cắt nó xíu à. Mã 12 u nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu 2 em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây cả chậu cả tình ship luôn ha. 1 triệu 2 à. Mai chú thủy nuôi gò công à. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 13 u. Tiếp tục cũng là một cây mai chú thủy nuôi gò công luôn. Một cây này nhìn được quá cô chú anh chị. Nó lùn mà cốt nó to nữa. Còn mặt cắt thì liền luôn rồi còn có chút xí à. Cây có chiều cao lên đây là được 26. Có cái tàn dài của cô chú anh chị là được 38 nha. Rồi. Hoành thân của cây là được 20 cô chú anh chị. Còn cái phần đế nè, cây này có phần đế nở ra như thế này, đây là được 35 ạ. Đó, cây này lùng lực mặt cắt, những cái mặt cắt là nó kéo lại sắp lạnh hết trơn. Cốt cành lớn rồi nè cô chú anh chị. Mã này mã 12 u ha. Cây này giá 1 triệu 2 em bao ship luôn. Cô chú anh chị tham khảo mấy cái mặt cắt trên đây nè. Đó, nó kéo lạnh lại hết trơn luôn, còn có một chút xíu ngay chỗ này thôi. Cốt cành tàn lọc bữa nay nó ra rất là mịn luôn rồi. Mã này là mã 13 u của cô chú chị. 1 triệu 2 em bao ship ha. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn cô chú chị. Em sang mã 14 u. 14 u là cũng là mai chứ thủy nuôi gò công luôn. Bữa nay em được 5 cây của cô chú chị. Đó, mấy cây này nuôi cốt không luôn á. Về để trên bàn rất là đẹp luôn. Rồi để em đo thông số em báo nha. Cây có chiều cao thẳng đây là được 26. Cái tàn dài của cây của cô chú chị là được 31 ha. Rồi cái hoành thân cây là được 20 cô chú chị. Cây này thì 900 mà cô chú chị, 900 bao ship cho mình nha. Đó, 900. Mấy cây này mini để trên bàn rất là đẹp luôn. Đừng cái là nó già cây như cốt nó to cô chú chị. 14 u 900 ạ. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn đó cô chú chị. Em sang mã 15 u của cô chú chị. Mai chứ thủy nuôi gò công nữa. Này cây này thì thân nó to nè, cốt nó cũng to luôn. Tạng cái gì nó mịn mặn dữ lắm luôn nè ha. Rồi để em đo thông số em báo luôn. Cây có chiều cao lên đây được 26. Cái tàn dài của cây là được 38 đó cô chú anh chị. Đây, hoành thân cây nè. Hoành thân cây em đo đây là được 26 luôn cô chú anh chị. Đây em xây qua giọng ha. Như cây này thì mặt cắt nó liền hết rồi cô chú anh chị ơi. Mấy cái mặt cắt bên đây là nó liền hết. Nó không có còn mặt cắt còn thẹo gì hết trơn luôn. Mã này là mã 15 u ha. Cây mang chú thủy này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu 2 luôn. 1 triệu 2 em bao ship. Cô chú anh chị mua 2 cây thì em bớt tiền lại cho cô chú anh chị nha. Mấy cây này là cốt cành lớn nè, mặt rất là liền lùng lực bơ ha. Đó, để trên bàn rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi. 15 u. Dạ. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 16 u. Em có một cây cận thân đó cô chú anh chị. Rồi cây cận thân em giao lưu đến cô chú anh chị giá 500 em bao ship cho mình nha. Cây gốc rất là già luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 25. Cái tàn dài của cây là được 47 đó cô chú anh chị. Rồi. Cái hoành ngay chỗ này em đo là được 31 luôn chị, không có bị lỗi, không có bị lửa gì trơn cô chú chị. Đó,
cây rắn cực nha, có cành lớn mịn tàn lắm. 500 membership cho cô chú chị luôn. Nó rất là mịn. Mã này mã 16 u nha. Rồi cây cần thăng nha. Mình chơi bông tỉ cần cụ thăng tiến, mình sang vô cái chậu được đẹp là mình chơi với cô chú chị. Dạ. Rồi em đổi cây luôn cô chú chị ơi. Em lên mã 17 u cô chú chị. 17 u. Em lên hai cây linh sam cô chú chị. Hai cây linh sam nha. Linh sam này linh sam siêu bông. Ghép với mặt trắng. Rồi hai cây này 400.000 bao ship với cô chú chị nha. Đó. Mã này mã 17 u, hai cây 400 bao ship. Cây có chiều cao lên đây là được 31, cái tàn dài của cây là được 46 cô chú chị. Rồi cái bình thăng nha, bình thăng ở đây là được 37, cây nhỏ mà có củ đế luôn cô chú chị, đế là được 24 nha. Rồi cây bên đây nữa nè, cây đây chiều cao là 28, cái tàn dài của cây là được 49 cô chú chị. Rồi cái bình thăng ở đây là được 14 nha. Rồi hai cây nhân 400.000 em bao ship nha. Cây không có một lửa lỗi lầm hết trơn cô chú chị, về chơi với tiểu cảnh được luôn ha. Đó, cây có dáng hết rồi nè, màu hồng phấn rất là đẹp. Còn màu tím này là màu tím của siêu bông. Mã này mã 17 luôn, 400 hai cây à. 400 thôi chú à. Rồi, dạ. Đổi giúp rồi, em luôn ha. Đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 18 ô nha. 18 ô em còn một cây linh sam siêu bông nè cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào mà ôm cây này thì em bán giao luôn với cô chú anh chị. Cây này giá 350 em bao ship cho mình nha. Cây có chiều cao lên đây là được 25, có tán dài là được 45 của cô chú anh chị. Rồi em hình số hoành thăng ở đây là được 12 nha, cây này 350 cô chú chị, 350.000 em bao ship. Đó, linh sam siêu bông luôn. Đó, cây này có rễ ăn treo bắt đầu ở đây nha. Rồi 18 u, 350.000. Dạ rồi, thường ở cuối clip chú mà nhà vườn có những cái cây giá rất là rẻ luôn, giá khuyến mãi đó cô chú, tri ân khách hàng. Con sai lịch sử miền Tây em biết sắp tới. Em xin chào.